Chào mừng các bạn đến với kênh Sống Tạm. Video này cập nhật cho các bạn phần thứ 44 của câu chuyện Làm vợ bác sĩ. Khu biệt thự Cẩm Sơn. Người giúp việc dì Trần đang cung kính nhận lấy chiếc áo vest của Cao Dương Thành cởi ra. Cậu chủ, vừa rồi ông chủ của câu lạc bộ Lạc Lạc có đưa một cô gái tới đây, nói đó là người mà ngài muốn. Hiện tại đã tắm xong, đang đợi ngài ở trong phòng rồi. Ừ, Cao Dương Thành lạnh nhạt trả lời một tiếng. Đôi chân dài bước đi lên tầng 2. Đối với cô gái mà dì Trần vừa nhắc tới, anh không có biểu hiện ra bất kỳ thái độ gì. Bên trong phòng tắm rộng rãi, dòng nước lạnh lẽo chảy dọc theo những cơ bắp cường tráng của anh. Bọt nước lan khắp làn da màu lúa mạch của anh, hương vị hóc môn nam tính tỏa ra khắp phòng tắm. Anh ngửa đầu nhắm mắt, tùy ý để dòng nước lạnh cọ rửa chà xát vào gương mặt góc cạnh của mình. Hình dáng cao lãnh ma mị qua sự miêu tả của làn nước lại càng được khắc sâu hơn, gợi cảm hơn. Bỗng nhiên, anh mở to đôi mắt ra. Đó là một đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như một con báo đang săn mồi. Trong con ngươi để lộ ra sự sắc sảo, lạnh lẽo và cô độc. Tia máu tanh đỏ tràn ngập đôi con ngươi màu đen. Một bóng dáng diễm lệ màu đỏ nhanh chóng hiện lên trong đầu anh. Đôi lông mày khẽ nhăn lại, cái chỗ phía dưới bụng lập tức trở nên vô cùng phấn chấn. Đầu rồng cũng ngẩng cao lên. Mẹ nó! Ùn một tiếng, anh đập mạnh lên chiếc vòi nước, nặng nề thở hổn hển một tiếng. Anh kéo chiếc khăn tắm qua quấn quanh ngang hông, bước dài ra khỏi phòng tắm, đi về phía phòng bên cạnh. Có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong phòng. Người phụ nữ này cũng không mặc cái gì cả, chỉ quấn một nửa chiếc khăn tắm giống y như anh. Thấy anh thâm trầm bước tới, người phụ nữ đó liền vội vàng đứng lên khỏi ghế sofa, cúi đầu cung kính gọi một tiếng: "Ngài Cao." Cao Dương Thành u ám nhìn cô ta, ngẩng đầu lên, giọng điệu bá đạo, không cho chen vào, hơn nữa còn lạnh lẽo vô cùng, dạy con người ta không rét mà run. Người phụ nữ run lên một cái, sợ hãi nhưng vẫn ngẩng đầu lên. Hàm răng trắng nõn cắn chặt môi dưới, vẻ mặt rất vô tội. Ánh mắt lạnh lùng của Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ trơn bóng của cô ta. Đôi môi mỏng nhưng không nhợt nhạt, khóe môi hơi nhếch lên cùng với hàm răng đáng yêu đang cắn chặt lấy môi dưới. Còn người u ám của anh có một chút giật mình. Cô gái này trong mắt anh thì không có chỗ nào quá xuất chúng cả. Duy chỉ có cái miệng này, cùng với cái miệng trong trí nhớ của anh, quá giống nhau. Tầm mắt của anh nặng nề rơi trên đôi môi của cô ta, tay nắm lấy cằm của cô ta. "Đừng cắn nữa, tôi không thích." Âm thanh này có sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Giọng điệu dịu dàng kia đủ để làm tan chảy tất cả phụ nữ. Gương mặt trong lòng bàn tay anh kia, không đúng, đôi môi kia giống như tình cảm chân thành của chính anh. Một khắc này, ngay cả người phụ nữ này cũng có một loại ảo giác như anh bị chính mình mê hoặc rồi. Nếu như không phải, vậy thì Cao Dương Thành ác nghiệt như Diêm Vương, sao có thể đối xử dịu dàng với cô ta đây? Ngón tay của anh vô cùng lạnh, chạm đến đôi môi của cô ta, dường như muốn làm cho cô ta đông cứng lại vậy. Nhưng đốt tay lại cẩn thận miêu tả lấy đôi môi anh đào của cô ta từng chút một, giống như đang vuốt ve một bảo vật vô cùng quý hiếm.
Mỗi một lần đụng chạm, đôi mắt thâm trầm của anh dường như lại nổi lên một đợt mây mù mãnh liệt bành trướng. Bé cưng, hoan nghênh em ở lại. Giọng điệu của anh khàn khàn mê người, khiến người khác thấy đau lòng. Ngài Cao, cô gái nghi hoặc gọi anh một tiếng. Cao Nhân Thành lại thở dốc một lần nữa, siết chặt lấy cầm của cô ta. Đáy mắt đen tuyền lại khôi phục lại vẻ u ám lạnh lẽo. Sử dụng miệng của cô hầu hạ tôi, mệnh lệnh bá đạo không cho phép ai cãi lại. Vâng, nhận lấy mệnh lệnh, cô gái quỳ xuống trước thân hình tôn quý của anh. Thầy kéo chiếc khăn tắm quấn quanh hông ra. Lúc ngọn núi cao dũng mãnh xuất hiện ở trước tầm mắt, cô gái vẫn cảm thấy kinh ngạc, hít sâu một hơi nhưng vẫn cố há miệng lớn nhất có thể, nghiêm túc ngậm lấy cái thứ dũng mãnh của anh, tùy ý nuốt vào. Dùng đôi môi nóng ướt của cô để miêu tả nó. Hai tay của Cao Nhân Thành giữ chặt lấy đầu cô ta, ngón giữa xen vào bên trong mái tóc mềm mại của cô ta. Anh nhắm mắt lại, trong đầu óc tất cả đều là gương mặt đang rưng rưng kia, thân ảnh yêu kiều đỏ tươi đang không ngừng lắc lư trước mắt của anh. Cô mặc một chiếc váy ngắn thắt đai màu đỏ, làn váy rất ngắn không tới đầu gối, đôi chân trắng nõn hoảng loạn đi qua đi lại trước mặt anh. Thoáng qua đôi mắt u ám của anh, nhưng mỗi một bước dường như đều chạm tới đáy lòng anh. Kinh ngạc, vui mừng xen lẫn với chua xót đau đớn. Người phụ nữ trước mặt anh không ngừng trùng lặp với gương mặt kiều diễm kia của cô. Dường như ngay lúc này cô đang dùng chính đôi môi đỏ mọng mê người để ra sức hầu hạ anh. Máu nóng điên cuồng lập tức tràn về khắp bộ não. Anh vừa mở mắt thì lại chỉ thấy một người phụ nữ có gương mặt xa lạ đang ghé sát vào dưới háng của anh, ra sức lấy lòng anh. Đột nhiên một cảm giác khiến người ta ghét bỏ lập tức trào lên. Anh chán ghét đẩy ra người phụ nữ dưới thân ra, toàn thân toát ra vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Cút! Một chữ lạnh như băng thốt ra từ đôi môi mỏng sắc như lưỡi dao, sự lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy. Người phụ nữ kia sợ tới mức cả người run rẩy, quấn khăn tắm rồi hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng lạnh như băng, chỉ còn lại một Cao Dương Thành. Anh nhặt chiếc khăn tắm lên quấn quanh hông, thân thể nặng nề ngã vào chiếc ghế sofa. Anh tiện tay lấy một điếu thuốc trên bàn, rồi lại bực bội với lấy chiếc bật lửa trên bàn uống trà. Tách một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa le lói giữa những ngón tay, đầu thuốc được châm chiếu sáng gương mặt lạnh lùng, cô độc, bi thương của anh trong bóng đêm. Bóng đêm âm u, giống như sắp nuốt chửng cả người anh. Trong thế giới u ám này, chỉ có một mình anh. Nhiều năm nay, anh dường như cũng đã quen rồi. Làn khói thuốc mờ ảo, mịt mù xuất hiện từ đôi môi mỏng của anh. Bóng tối che đi gương mặt lạnh lẽo, kín như bưng. Dáng người cao lớn cường tráng của anh lại càng tỏa ra sự lạnh lẽo âm trầm. Cốc, cốc, cốc. Cửa phòng có người lễ phép gõ lên. Bên ngoài vang lên âm thanh cung kính của dì Trần. Cậu chủ, bà chủ gọi điện tới. Đôi mắt âm u như hồ sâu của Cao Nhân Thành tối đi vài phần, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Vào đi. Vâng, dì Trần đẩy cửa vào, đưa điện thoại tới cho Cao Nhân Thành đang ngồi ở sofa, sau đó thì lui ra khỏi phòng. Dương Thành. Ừ, Cao Nhân Thành lạnh nhạt lên tiếng, thân hình to lớn lười biếng lùi về phía sau, sắc mặt hờ hững. Ngày mai nhất định nhớ về ăn cơm trưa nha. Trong điện thoại, thái độ của ông Hồng Như vô cùng ân cần. Để xem sao đã. Anh khẽ nhếch lông mày với vẻ không tập trung.
Con trai à, trong lòng con có hận mẹ thế nào đi chăng nữa thì ngày mai dù sao cũng là sinh nhật của mẹ con. Con trở. Con biết rồi. Cao Nhân Thành trực tiếp cắt lời của mẹ mình. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Chỉ với ba chữ, Cao Nhân Thành rõ ràng có thể nghe ra được sự cô đơn trong lời nói của mẹ mình. Trong đôi mắt thâm trầm của Cao Nhân Thành có xẹt qua một tia buồn bã, nhưng lại rất nhanh biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Anh không chút lưu tình cúp đi điện thoại. Buổi tiệc sinh nhật Ôn Thuần Như dự định được long trọng tổ chức vào ngày Chủ nhật 3 ngày sau, mà hôm nay cũng chỉ là một bữa cơm đoàn tụ gia đình bình thường thôi. Nếu như không có lý do như vậy thì mọi người trong nhà làm sao có cơ hội được tề tựu lại một chỗ với nhau chứ? Trên chiếc ghế chủ tọa của bàn ăn là chủ nhân của ngôi nhà, Cao Lâm Tuấn. Bên trái có Ôn Thuần Như làm bạn, bên phải là con trai Cao Dương Thành, mà người ngồi bên cạnh Cao Dương Thành chính là con dâu Khuất Mỹ Hoa. Chị Lý, mang thức ăn lên đi. Người đã tề tựu đông đủ. Ôn Thuần Như kêu lên một tiếng. Chị Lý dẫn theo một đám người hầu nữ, trên tay bưng những cái khay màu vàng đang tiến vào phòng ăn, bắt đầu sắp xếp từng món lên cho bọn họ một cách ngay ngắn trật tự. Trên bàn ăn, bầu không khí lại có chút áp lực. Từ trước đến nay, Cao Lâm Tuấn chính là người ít nói nhất trong ngôi nhà này, mà Cao Dương Thành hiển nhiên cũng kế thừa cái truyền thống tốt đẹp này của bố mình, không nói đôi câu vài lời. Khúc Mỹ Hoa thấy chồng mình và bố chồng đều nghiêm mặt không nói, nên tự nhiên cũng thận trọng, không dám có quá nhiều lời. Cô ta được gả vào ngôi nhà này bởi vì cái bụng mãi chẳng thấy có phản ứng gì, nên địa vị của cô ta trong mắt mẹ chồng cũng càng ngày càng thấp đi. Cho tới tận hôm nay, cô ta cũng không dám làm gì lỗ mãng trong ngôi nhà này cả. Ôn Thuần Như không ngừng gấp thức ăn cho Cao Dương Thành. Dương Thành à, con ăn nhiều một chút. À, tuổi tác của mẹ cũng càng ngày càng lớn rồi. Cho tới tận hôm nay thì cũng không còn mong muốn gì nữa. Chỉ mong hai đứa sớm để cho mẹ được bế cháu là được rồi. Khi bà ta nói ra lời này, cũng không quên liếc mắt nhìn Khuất Mỹ Hoa ở bên cạnh Cao Dương Thành một cái. Khúc Mỹ Hoa cúi thấp đầu xuống. Cao Dương Thành trầm giọng cười cười. Nụ cười đó mang theo sự châm biếm rất sâu đậm. Sao vậy? Mẹ? Mẹ không sợ cháu mình ra đời sẽ thành một đứa dị dạng sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ôn Thuần Như lập tức thay đổi. Vừa trắng vừa xanh, đồng thời cũng xẹt qua một tia áy náy rất rõ ràng. Con trai à, chuyện đó mẹ thật sự không có ý đâu. Mẹ! Cao Nhân Thành lạnh giọng cắt ngang lời của bà ta, âm cuối còn nặng nề thêm vài phần. Khó khăn lắm mới về nhà ăn cơm được một bữa cơm, có một số chuyện con không muốn nhắc lại nữa. Giọng điệu của anh lạnh lẽo đến tận xương tủy. Sắc mặt của Ôn Thuần Như không được tốt cho lắm, liếc mắt nhìn chồng mình ở bên cạnh, thấy ông ta vẫn ăn cơm mà không có biểu lộ bất kỳ điều gì, hoàn toàn không hề có ý định xen vào chuyện này. Sắc mặt của bà ta lại càng trầm xuống hơn. Bà ta nếm dao dĩa trong tay đi, lạnh giọng nói. Không sinh cũng không sao, vậy con mau tìm đứa con trai mà con đã sinh ở bên ngoài kia về đây đi. Lời này của Ôn Thuần Như vừa nói ra, trong nháy mắt liền nổi lên mấy đợt sóng kinh người. Tất cả mọi người trên bàn ăn không hẹn mà cũng nghiêng đầu nhìn bà ta. Ngay cả Cao Lâm Tuấn cũng nhíu mày chăm chú nhìn bà ta. Trong đôi mắt đen tuyền của Cao Dương Thành xoẹt qua một tia u ám khó có thể phát hiện ra được. Anh bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mẹ! Khúc Mỹ Hoa cuối cùng cũng lo lắng rồi. Không phải, lúc đầu mẹ đã nói rõ là tuyệt đối
sẽ không để đứa trẻ kia trở lại sao? Tại sao bây giờ mẹ lại hối hận rồi chứ? Đó, còn không phải là do cái bụng của con không chịu tranh giành gì sao? Ôn Thuần Như tức giận mắng một câu, lại nói tiếp. Nói chung, tôi không cần biết như thế nào hết. Trong người đứa trẻ đó vẫn đang chảy dòng máu của nhà họ Cao chúng ta, thì nhất định phải đưa nó về nhận tổ quy tông. Cuối cùng thì Cao Nhân Thành cũng đã có phản ứng lại. Khóe miệng lạnh lùng của anh khẽ nhếch lên một đường cong không hề có hơi ấm. Nếu con không chịu thì sao? Anh dương mắt u ám nhìn chằm chằm vào mẹ ruột của mình. Nó là con trai của con đó, con không muốn đem nó trở lại sao? Lông mày của Âu Thuần Như khẽ run rẩy. Muốn chứ, con không chỉ muốn một thằng bé mà còn muốn cả mẹ của nó nữa. Cao Nhân Thành lạnh lùng cười, chiếc thìa trong tay khẽ buông ra, kêu lên một tiếng leng keng rồi rơi vào trong chiếc bát. Anh lười biếng dựa lưng về phía sau, nhếch mắt nhìn gương mặt vừa xanh vừa trắng của mẹ mình, khiêu khích cười một tiếng. Mẹ đồng ý không? Mẹ không đồng ý. Mẹ sẽ không để người phụ nữ thấp kém đó được gả vào nhà chúng ta đâu. Ha! Cao Nhân Thành hừ lạnh, cười một tiếng, ngón tay thon dài đưa lên sờ sờ cái mũi, hai cánh tay chống lên mặt bàn, tiến sát lại gương mặt gần như đã trở nên vặn vẹo của mẹ mình, khẽ cười nói: Mẹ à, con hỏi qua ý kiến của mẹ chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự mà thôi. Mẹ cho rằng con trai của mẹ bây giờ nếu thực sự muốn có được cô ấy thì một câu không đồng ý của mẹ còn có tác dụng gì hay sao? Ôn Hồng Như thở dốc. Con! Gương mặt của Quốc Mỹ Hoa lúc này đã trắng bệch như một tờ giấy, không thể nhìn thấy được bất kỳ tia máu nào cả. Cô ta nắm chặt lấy bộ dao đĩa trong tay, trong lúc không tự chủ được càng lúc càng nắm chặt hơn. Cũng ngay tại lúc nghe thấy lời nói kia của Cao Nhân Thành, cô ta nhanh chóng giữ chặt cánh tay rồi mới từ từ nới lỏng ra được. Mẹ à, mẹ nên cảm thấy may mắn đi, vì con trai mẹ hiện tại không còn muốn cô ấy nữa rồi. Anh nói xong thì đứng dậy một cách tao nhã, lấy chiếc khăn ướt ở trên mặt bàn lau tay, lạnh lùng cười nhìn Ôn Thuần Như. Sự lạnh lùng sắc bén khiến lòng người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng nếu như mẹ dám đụng đến một cọng lông của cô ấy và con trai cô ấy, thì cái giá phải trả sẽ là cả Ôn thị của các người. Mẹ, con trai mẹ ngày hôm nay nói được thì có thể làm được. Anh ném cái khăn ướt xuống mặt bàn. Con ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn. Anh khẽ cười, trông giống như một thân sĩ vô cùng tao nhã. Dường như những lời uy hiếp vừa rồi không phải do chính anh nói ra vậy. Anh xoay người bình thản bước lên tầng. Chỉ còn lại hai gương mặt đã trắng bệch cùng với Cao Lâm Tuấn, trước sau không hề thay đổi sắc mặt. Ông xã, anh nhìn con trai anh kìa. Đáy mắt của ông Thuần Như rưng rưng, kéo lấy cánh tay của chồng mình, tố cáo với ông ta. Anh còn không quản nó nữa, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành hư hỏng mà thôi. Anh xem nó vừa nói cái gì cơ chứ. Nó vậy mà lại lấy ôn thị của em ra để uy hiếp em đó. Em là mẹ của nó đó. Nó lại dám đối xử với em như vậy. Thật đúng là đứa con bất hiếu. Cao Lâm Tuấn lạnh lùng nói. Cô là mẹ nhưng không phải cũng không ít lần uy hiếp con trai mình hay sao? Ôn Thuần Như, cô đừng có quên, trong người con trai cô cũng đang chảy một nửa dòng máu của tôi đấy. Ông ta nói xong thì lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn. Âm thanh trầm thấp ra lệnh. Chị Lý, pha cho một bình trà mang vào phòng đọc sách cho tôi. Mẹ, lời của Dương Thành mẹ cũng đừng có để trong lòng. Một bữa cơm cũng không ăn nổi,
Thật đúng là xui xẻo mà. Những người đàn ông cũng đã đi rồi. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lưu lại hai người phụ nữ. Khúc Mỹ Hoa buộc lòng phải nói lời an ủi với mẹ chồng của mình. Thật đúng là đồ vô dụng. Một người đàn ông thôi mà cũng không giải quyết được. Ôn Thuần Như đem tất cả tức giận đổ hết lên người Khúc Mỹ Hoa. Hai bàn tay đang đặt trước người của Khúc Mỹ Hoa không tự chủ được khẽ siết chặt lại. Ấn đường run rẩy ẩn nhẫn sự phẫn nộ, nhưng cô ta vẫn rất thông minh mà áp chế cái lửa giận đó xuống. Mẹ à, chuyện này chúng ta thật sự không thể cưỡng cầu được. Mẹ cũng biết mà, độc tố trong người anh ấy cũng chưa hết hoàn toàn. Nói đến cuối cùng, Khúc Mỹ Hoa lại yên lặng không nói tiếp, cố ý làm ra vẻ sợ hãi nhìn mẹ chồng phía đối diện. Cô cũng đang oán trách tôi sao? Nếu như năm đó không phải vì muốn tác hợp cho hai người thì tôi sẽ bỏ thuốc cho nó sao? Năm đó Ôn Thuần Như gấp gáp muốn có cháu nội vì để tác hợp cho con trai và Khuất Mỹ Hoa chỉ đành phải sử dụng thủ đoạn mà mình đã từng dùng qua, tìm thuốc kích dục cho con trai mình, nhưng lại không ngờ rằng cái đó với con trai không có hiệu quả. Cuối cùng bà ta tức giận dứt khoát đi tìm xã hội đen, trói con trai mình lại, cưỡng ép nó dùng thuốc mạnh nhất trên thị trường. Nhưng bà ta lại càng không ngờ rằng loại thuốc đó lại chính là thuốc phiện. Thuốc phiện và heroin tuy có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả như nhau, độ tinh khiết gần như là 100%. Năm đó thiếu chút nữa là đã lấy luôn mạng của anh rồi. Cho đến tận bây giờ, trong người của anh vẫn còn lưu lại độc tố không thể loại bỏ hết được. Về việc nghiện thuốc phiện thì thật may là con trai bà ta không có bị nhiễm. Mà cái đơn thuốc kích dục kia tại sao cuối cùng lại trở thành thuốc phiện? Thì hiển nhiên là có người nào đó đã động tay động chân rồi. Nhưng người đó là ai thì đến tận hôm nay cũng không ai biết. Mẹ chồng à, dùng thuốc là chủ ý của mẹ. Mẹ đừng có mà đổ lên người con. Khúc Mỹ Hoa đột nhiên đứng thẳng dậy, một chữ mẹ cũng biến thành mẹ chồng. Sắc mặt rất khó coi. Con ăn xong rồi, mẹ tự ăn đi. Cô ta nói xong cũng không thèm chú ý đến Ôn Thuần Như đang tức giận trợn trừng hai mắt ở đằng sau, mà cứ thế xoay người ra khỏi phòng ăn. Hoàng Ngân dẫn theo 20 nhà thiết kế tinh anh nòng cốt đi tới tập đoàn SSE. Trên đường đi, cô chỉ lo vùi đầu vào sắp xếp tài liệu thiết kế thì nghe thấy các đồng nghiệp nữ cùng xe đang thảo luận rất sôi nổi về giám đốc chấp hành mới của tập đoàn SSE, Cao Dương Thành. Nghe người ta nói giám đốc của SSE đẹp trai vô cùng, chính là loại người đi tới Âu thì 100% người ta sẽ ngoái đầu nhìn lại. Trời ạ, thật khiến tôi như nở hoa trong bụng nha. Thật mong chờ chờ mong. Có cái gì mà vui đến nở hoa chứ? Người ta lạnh lùng như một khối băng. Cô cho rằng anh còn có thể nhìn đến chúng ta sao? Hơn nữa, người ta cũng đã kết hôn rồi, là người đàn ông đã kết hôn rồi. Đã kết hôn rồi sao? Không biết, ở bên ngoài người ta có bao nhiêu tình nhân nữa kia. Nghe nói, anh luôn luôn hào phóng với các tình nhân. Chi phí mỗi lần chia tay đều hơn ba mươi mấy triệu đấy. Chà chà, cho tôi đây cũng nguyện ý. Nghe được tiếng bàn luận của các cô ấy, Hoàng Ngân khẽ chau mày, trong lòng không tự chủ được liền có chút phiền muộn. Cô xoa xoa huyệt thái dương, hỏi lái xe: còn có bao lâu thì tới? Tổng thanh tra, đường Hoàng Ngân phía trước vẫn còn đang tắc, xe không thể chạy nổi. Lái xe quay đầu lại nói với Hoàng Ngân: đường Hoàng Ngân. Hoàng Ngân ngạc nhiên: phía trước không phải là đường Phù Dung sao? Đổi tên lúc nào vậy? Còn giống tên của cô nữa chứ?
Thật là đúng có duyên. Ồ, tổng thanh tra của chúng ta không phải cũng tây như vậy sao? Thật đúng là trùng hợp. Tổng thanh tra, đây có thể chính là đường chuyên dụng của cô nha. Hai đồng nghiệp nữ cuối cùng cũng chuyển đề tài qua trêu ghẹo Hoàng Ngân rồi. À, 2 năm trước, con đường này đã đổi tên rồi. Lái xe trả lời câu hỏi của Hoàng Ngân. Năm đó, thành phố có sửa chữa lại, xây mới lại tất cả các con đường cho rộng rãi hơn. Lúc ấy, chính chủ thiếu tiền, đành phải tìm những ông chủ có tiền trong thành phố của chúng ta bỏ vốn ra đầu tư. Cái này, con đường này chính là do giám đốc của tập đoàn SSE làm, cho nên tên đường và cột mốc đường cũng do anh thay đổi. Bên kia không phải là tấm bia mà chính chủ khen tặng sao? Bên trên có khắc tên và năm đó. Hoàng Ngân nhìn theo ngón tay của lái xe. Quả nhiên, ven đường có một tấm bia đá nhỏ. Không theo quy tắc, trên tấm bia đá có khắc rải rác mấy chữ: Đường Hoàng Ngân, xây năm 201X, Cao Dương Thành nguyên tặng. Gió xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của xe ô tô, dường như còn cuốn theo những hạt cát thổi vào trong mắt của Hoàng Ngân. Tổng thanh tra, tổng thanh tra, cô làm sao vậy? Đồng nghiệp nữ tiểu bác lo lắng gọi hỏi Hoàng Ngân vài tiếng. Làm sao vậy? Mắt cô đỏ quá. Hả? Hoàng Ngân bừng tỉnh, miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên. Không sao, vừa nãy gió bắt đầu thổi, hạt cát bay vào mắt thôi. Con đường phía trước cuối cùng cũng đã thông không ít. Thân xe khởi động lần nữa. Hai con mắt của Hoàng Ngân liếc về phía tấm bia đá một lần nữa. Trong khoảnh khắc này, cô dường như có thể nhìn thấy được người đàn ông kia. Một chiếc áo khoác màu đen đang đứng bên dưới cột mốc đường. Một tay nhét vào trong túi áo, tay kia cầm một điếu thuốc. Khi hút khi không, đôi mắt đen tuyền trong suốt bên trong làn khói mịt mờ lại càng trở nên đục ngầu. Hoàng Ngân vô lực dựa người vào ghế ngồi bằng da, chợt nghe được các đồng nghiệp bên cạnh lại bắt đầu thảo luận. Nghe nói giám đốc Cao trước đây là một bác sĩ cực kỳ xuất sắc, nhưng mà không biết tại sao cuối cùng lại từ bỏ ngành y chuyển sang kinh doanh rồi. Còn có thể có nguyên nhân gì chứ? Đương nhiên là việc buôn bán kiếm được nhiều tiền hơn so với làm bác sĩ rồi. Hơn nữa, làm bác sĩ có bao nhiêu khổ tâm chứ? Mỗi ngày đi tới đi lui trong bệnh viện bẵng biết bao nhiêu đúng không? Với lại, lúc khám bệnh cho người ta, giám đốc Cao lại suốt ngày căng cứng cơ mặt, có người bệnh nào lại thích chứ? Làm bác sĩ khẳng định cũng không thích hợp anh ta. Hoàng Ngân nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía nữ đồng nghiệp bên cạnh mình. Cô ta tên là gì nhỉ? Anh ta có thích hợp làm bác sĩ hay không? Cũng không phải một hai câu của cô là có thể tùy tiện bình luận được. Còn nữa, bệnh viện là một nơi vô cùng thần thánh, đừng có dùng từ bẩn này để hình dung nó. Vẻ mặt của Hoàng Ngân chưa bao giờ quá nghiêm túc và chân thành như này. Thái độ đột nhiên tới này khiến cô gái kia có chút cứng họng. Cô ta nhìn thoáng qua cùng người cùng mình nhiều chuyện là tiểu bác, lặng yên không nói gì. Dù sao, cho dù có không thoải mái thì cô cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhìn thấy bộ dạng này của đồng nghiệp, Hoàng Ngân biết có lẽ là do dáng vẻ của mình quá mức kiêu ngạo rồi, nhưng cô lại không có tâm trạng để ý tới những thứ này. Vì trong đầu Hoàng Ngân đang miên man suy nghĩ, bác sĩ là ước mơ của anh. Vậy rốt cuộc vì cái gì mới khiến anh buông bỏ ước mơ mà anh kiên trì suốt bao nhiêu năm nay như vậy chứ? Là do mẹ anh ép buộc hay là vì cái gì khác?
Mà Ngân nghĩ mãi cũng không ra. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu hơn. Hết phần 44. Mời các bạn đón xem phần 45 ở video kế tiếp. Xin chào tạm biệt.